quý vị, tối qua ngày 24 tháng 12, không khí đón Giáng sinh trên các tuyến đường trung tâm của Đà Nẵng khá nhộn nhịp. Người dân thành phố tranh thủ ra đường để đón Giáng sinh an lành, ấm áp. Ý thức được tình hình dịch bệnh nên tất cả đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khi đến những nơi công cộng. Tuy nhiên thì so với các năm trước, Giáng sinh năm nay có phần vắng lặng hơn. Hầu hết các nhà thờ trên địa bàn thành phố năm nay đều không mở cửa đón khách để đảm bảo công tác phòng dịch. Ghi nhận tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng vào lúc 19 giờ, không còn cảnh nhộn nhịp người dân tập trung đón Giáng sinh như những năm trước. Chỉ có những chức việc, diễn viên trong đoàn, người liên quan làm thánh lễ mới được vào. Còn giáo dân dự thánh lễ theo hình thức trực tuyến tại nhà. Nhiều người dân thành phố đến nhà thờ chỉ có thể nhìn từ bên ngoài vào, cũng thấy tiếc khi năm nay không được đón Giáng sinh tại đây, song vẫn thông cảm vì tình hình dịch bệnh chung. Tại các điểm check-in Giáng sinh quen thuộc của người dân thành phố, như cây thông Noel khổng lồ trước trung tâm thương mại Vincom, rất nhiều gia đình, bạn trẻ đã có mặt từ sớm để vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng nhau. Không chỉ đón Giáng sinh, đây còn là dịp để mọi người tận hưởng những ngày cuối năm ấm áp. Bên cạnh đó, ai cũng tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế, để đảm bảo vui chơi an toàn trong bối cảnh mới. Mọi năm thì thường thì đông người và năm nay thì cũng rất thấy rất đông và nhưng mà mọi người đó ai cũng phải bịt khẩu trang vì dịch bệnh. Thấy thì không khí vẫn rất đông vui. Thì bây giờ thì nó cũng thành một cái thói quen rồi. Mỗi gia đình thì giữ khoảng cách ra và vì gia đình có cháu nhỏ nên cũng hạn chế tiếp xúc nhiều người. Cuối năm cho nên là mình cũng dành thời gian cho vợ với con để đi chơi Noel. Thì mọi người vẫn tham gia lễ Giáng sinh thì tất nhiên phải theo cái chỉ thị của thành phố nữa. Phải cái 5K bảo vệ. Năm mới thì chúc thế giới mình an toàn và chống lại dịch bệnh và mọi người đều sống bình an. Đối với nhiều người dân thành phố, năm nay là một Giáng sinh đặc biệt. Dù ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng người dân đều lạc quan, phấn khởi tiễn năm cũ và đón chào một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều khởi sắc trong cuộc sống.